Ăn một miếng mới được. Này, không được ăn vụng, phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Cái gì vậy trời? May quá, mình đã chiến thắng được cám dỗ, mình không ăn giùm. Không hiểu sao mùa xuân năm nay đến trễ dữ ta. À, đây là bữa tiệc chào mừng mùa xuân, phải đợi mùa xuân tới. Nếu như mùa xuân không tới thì sao? Phải đi tìm mùa xuân. Mau lên. Vậy mùa xuân ơi, mùa xuân ơi, mùa xuân, mùa xuân ơi, mùa xuân ơi, mùa xuân, mùa xuân ơi. Mấy bạn coi nè. Hả? Hả?
gì ạ? Chắc chắn mùa xuân ngủ quên rồi, phải đánh thức mùa xuân dậy thôi. Mùa xuân ơi! Mùa xuân! Mùa xuân ơi! Hả? Hả? Cảm ơn đã đánh thức ta dậy. Trễ rồi, ta phải đi đây. Nếu không có mùa xuân thì vạn vật sẽ không có sức sống, phải không các bạn? Mùa xuân thật đẹp. Đốm ơi, xuống ăn cơm. Dạ. Đốm, ăn cơm thôi con. Lớn lên con sẽ làm họa sĩ. Ủa, mẹ tưởng con thích làm thám tử chứ. Bây giờ con thích làm họa sĩ hơn. Tại sao? Cô giáo khen con có năng khiếu vẽ. Đốm giỏi quá à. Ba mẹ sẽ mua tặng cho Đốm hộp bút chì màu để Đốm tha hồ vẽ. Dạ. Đốm nè, ba mẹ rất tự hào về con. Tuy nhiên, khi con biến toàn bộ ngôi nhà của chúng ta thành một tác phẩm hội họa thì ba mẹ thấy không ổn chút nào. Tại sao? Ba mẹ cùng chia sẻ căn nhà này với con. Khi con vẽ khắp nơi, thậm chí vẽ lên cả đồ đạc của ba mẹ thì ba mẹ thấy rất phiền. Điều đó có nghĩa con không tôn trọng không gian và vật dụng của ba mẹ. Vậy từ giờ con sẽ vẽ ở đâu? Không còn chỗ nào để con vẽ hết trơn á. Thêm giấy, chì màu và cả màu nước cho con thoải mái vẽ. Khi nào gần hết thì con nói để ba mẹ mua tiếp. Hay quá, con cảm ơn ba mẹ. Và Đốm phải phụ ba mẹ lau chùi đồ đạc và nhà cho sạch sẽ nha. Dạ. Đốm ơi, dậy đi con. Ba mẹ có việc phải đi sớm, con nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Dạ. Chị
Chỉ một phút thôi, bữa nay lớp mình đi tham quan trang trại chứ đâu có đi học đâu. Sơn đá banh, các bạn vui làm tập trung bên đó. Bạn đã bỏ lỡ chuyến tham quan trang trại trồng rau của cả lớp. Mình làm rơi chìa khóa rồi, giờ chỉ có nước chờ ba mẹ về thôi. Trang trại đẹp tuyệt vời luôn. Nhất định tớ sẽ quay lại đó. Tất cả cũng chỉ từ mình ngủ nướng. Để trẻ một thứ là trẻ hết cái thứ khác. Thôi mẹ có mấy già. Mẹ ơi, cái gì vậy? Quà của bà ngoại tặng đốm đó. Thích quá, con cảm ơn mẹ. Con nhớ viết thư cảm ơn bà ngoại nha. Dạ. Mình đã chán ghẻ rồi. Đốm thương, bà nghe nói cháu muốn trở thành họa sĩ khi lớn lên. Hy vọng cháu sẽ thích món quà này. Bà ngoại của cháu. Ui da. Thưa mẹ, con mới về. Con đã gửi thiệp cảm ơn cho bà ngoại chưa? Dạ, dạ rồi. Ngoan lắm. Trời ơi. Rồi. Sao mẹ lại làm vậy? Vì có người nói dối mẹ. Tại sao vậy? Giờ con thích món quà bà tặng. Viết thiệp cảm ơn bà, đó là thể hiện sự biết ơn của con. Đó là điều nên làm. Nhưng mà con đã không làm mà còn nói dối mẹ nữa. Mẹ rất thất vọng. Đồ chơi của con sẽ bị tịch thu. Từ giờ tới cuối tháng, con sẽ không được nhận bất kỳ món quà nào hết. Thương kính, cháu cảm ơn bà vì đã tặng bút chì màu. Nobita đúng là hậu đậu mà, lúc nào cũng quên trước quên sau. Đốm ơi, xuống ăn cơm con.
Dạ. Nhớ tắt tivi nha. Dạ. Ủa, Đớm, sao con không tắt tivi? Dạ, con quên. Con chị đã tắt liền đấy ạ. À. Mình nhớ rõ ràng là để trên bàn mà. Chỉ nhớ ơi là chỉ nhớ. Đớm, xong chưa con? Dạ. Tắt kiểu này cho nhanh. Tới lửa kiếm sao vậy? Đớm, không rửa tay hả? Dạ, con quên. Hôm nay Đớm không mời ba mẹ ăn cơm hay sao? Dạ, con quên. Mời ba mẹ ăn cơm ạ. Mẹ ơi, con đi đá banh với tay ta về bụng bự nha mẹ. Nhớ đội nón nha con. Dạ. Mệt quá. Uống miếng nước đã. Các em chuẩn bị dở bài tập để cô kiểm tra. Chết rồi. Sao vậy đó? Mình đã quên vở bài tập ở nhà rồi. Mời bạn Đớm lên kiểm tra bài tập. Thưa mẹ, con đi học mới về. Sao hôm nay nhìn con buồn vậy? Giờ con quên vở bài tập ở nhà. Dạo này chỉ nhớ con có đi lạc hoài. Mẹ hiểu rồi. Đi lạc thì mình phải tìm cách quản lý con à. Trí não mà nhồi nhét nhiều quá thì cũng hay quên mà. Dạ, vậy có cách nào để con không quên nữa không mẹ? Mấy hôm nay á con cứ quên hoài à mẹ. Theo mẹ đó thì con phải thường xuyên uống sữa nè. Tập thói quen ghi ra giấy các việc quan trọng nữa. Dạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Thôi, con cất cặp rồi đi uống sữa đi. Dạ. Mẹ có để ly sữa đậu nành ở dưới bếp đó. Ly sữa trên bàn phải không ạ? Đúng rồi đó con. À, con cho thêm đường vào rồi uống nha. Dạ. Sao vậy con? Con bỏ nhầm muối rồi mẹ. Tay to ơi, hai đứa mình trượt thi đi. Có chuyện gì mà bạn khóc vậy? Mấy ngày nay nắng quá, vườn cà rốt nhà mình sắp chết hết rồi. Ừ, trời nắng quá, ước gì trời mưa được thì hay biết mấy. À, trời mưa rồi, vui quá. Bye bye Đớm. Hôm nay bụng bự có chuyện gì buồn hả? Mấy hôm nay có mưa hoài à, rồi mình không phơi đồ được. Ừ, mưa hoài cũng chán, ước gì trời nắng thì tốt biết mấy. Trời nắng rồi, đã quá. Hình như mình ước gì đều được thì phải. Trời nóng quá, ước gì có tuyết rơi. Nè. 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 Ước gì bây giờ là mùa xuân. Wow. Yeah.
Xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông. Tan to hôm nay bị bệnh rồi con ơi. Đốm đủ bụng bự nha. Mấy hôm nay thời tiết thất thường quá, bụng bự bị sốt rồi con. Trời mưa lớn quá, ba mẹ không về được. Đốm ở nhà một mình mấy ngày nha con. Con mới về một mình đâu, con sợ lắm, con đói lắm. Đốm, đốm. Đốm nghĩ gì mà thường người ra vậy? May quá, nãy giờ đều là tưởng tượng, sau này mình không dám ước lung tung nữa đâu. Ước gì? À không, không, không có gì. Thôi, tụi mình đi tưới nước cho vườn cà rốt đi. Tay to chờ mình với. Anh chị cho em gửi bụng bự ở đây 2 ngày. Chị cứ an tâm đi. Bụng bự ở nhà bác, ngoan nha con. Dạ, tạm biệt mẹ. Nè, mình được ở chơi nhà bạn 2 ngày đó được. Sao, bụng bự ở nhà mình hả? Vì ba mẹ mình đi công tác xa nên gửi mình ở đây. À, vui quá. Yeah. Đốm ơi, sắp tới Doraemon này kìa. Mình không thích Doraemon, mình thích coi phim hoạt hình truyện của Đốm à. Đốm, mở Doraemon đi, một chút xíu thôi. Bụng bự phiền quá. À, mình chưa kịp coi nữa, Đốm bấm lại đi. Đợi mình coi xong đã. Đốm mít kỹ quá. Nóng quá. Bụng bự kỳ quá, quạt của mình mà. Doraemon kìa. Ba mình mới mua cho mình đó. Tụi mình đọc chung đi. Để mình đọc xong đã. Cho mình đọc chút thôi. Cho mình đọc chút thôi. Đã nói không là không. Chuyện của ai? Đốm mà, con như vậy là không được đâu. Bụng bự là bạn thân của con mà. Là bạn thân thì phải chia sẻ với nhau chứ. Dạ, dạ. Sau này, lỡ như ba mẹ đi công tác xa thì sao? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Hiểu rồi thì sao nè? Bụng bự ơi, mình cho bạn mượn chuyện đọc nè. Một là hai, hai nhân hai là bốn. Tay to và bụng bự làm gì mà tập trung quá vậy? Tụi mình đang ôn bài. Sắp thi rồi, mình lo quá. Á, hay là tụi mình học nhóm đi. Được đó, được đó. Nếu học nhóm thì tụi mình cần một nhóm trưởng. Hay, bây giờ mình chơi quánh xù xì đi. Ai thắng, người đó là nhóm trưởng. Đồng ý. Đồng ý. Quánh xù xì. À, mình thắng rồi.
mình là nhóm trưởng. Tay to và bụng bự, nghe lệnh. Chiều nay 2 giờ tới nhà nhóm trưởng họp nhóm. Dạ, tuân lệnh nhóm trưởng. Giờ này mà còn chưa tới nữa. Chưa tới 2 giờ mà con. Dạ, con chào bác. Lần sau tay to và bụng bự đi sớm hơn nha. Mình chờ nãy giờ. Thôi, các con lên phòng học bài đi. Học xong rồi xuống ăn trái cây nha. Dạ. Nè, bà này có làm như vậy nè. Hai bạn hiểu chưa? Không hiểu. Không hiểu. Hai bạn chậm hiểu quá. Bài dễ như vậy mà không giải được. Không phải, trời ơi, hai bạn làm sai hết rồi. Mình làm đúng mà. Mình cũng làm đúng mà. Ở đây ai là nhóm trưởng? Thôi, tụi mình về đây. Ừ, hai bạn về đi. Mình cũng hôm nay một chung nữa. Tay to và bụng bự hôm nay không tới học hả con? Dạ, chắc hai bạn giận con luôn rồi. Sao hai bạn lại giận con? Dạ, tại vì con nóng nảy. Đáng lẽ con phải giúp hai bạn học tốt hơn. Con nhận ra lỗi như vậy là tốt rồi. Mẹ có một cách này giúp con nè. Cách gì vậy mẹ? Con qua xin lỗi các bạn rồi sẵn học chung với các bạn luôn. Dạ, bây giờ con đi liền. Thơm quá. Wow, nhìn ngon quá. Đây là mì hải sản, mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? No quá, mì hải sản đúng là tuyệt vời. Để nhớ coi. À, có tôm nè, có cua nữa nè, mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ tay to và bụng bự giúp mới được. Này đâu nè. À, không được để rau vào trước. Ui da, mình mới đứt tay rồi nè. Ôi, mình bỏ nhiều muối quá rồi. Mùi gì mà khét dữ vậy? Không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không, nhưng chắc mẹ Đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó, vì đây là tấm lòng của Đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn tay to và bụng bự nhiều nha. Không có gì, chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm! Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ không sao, mì của Đốm nấu ngon lắm.
Mặn quá, gì mà mẹ kêu ngon. Mẹ thấy ngon vì mẹ cảm nhận được tấm lòng của đốm đó. Cảm ơn con nha. Hôm nay mình và bà con có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn. Hả? Quà gì vậy? Bạn sẽ biết ngay thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, thích quá. Wow, hay quá, mình rất thích. Cảm ơn hai bạn nhiều. Mà con đánh đàn hay quá. Bạn học từ khi nào vậy? Mình học được gần 3 tháng rồi. 3 tháng mà biết đánh đàn? Vậy đánh đàn có dễ học không? Nếu thật sự thích thì mình sẽ làm được. Ba mẹ ơi, con muốn học đánh đàn. Sao tự nhiên đốm lại muốn học đánh đàn vậy? Con đi sinh nhật bụng bự, bọn con đánh đàn guitar hay lắm, con rất thích. À, như vậy sao? Vậy đốm muốn học đàn guitar luôn à? Dạ, con muốn đánh guitar giỏi như bạn bò con. Vậy đốm có biết học đàn rất khó không? Dạ, bò con nói chỉ cần mình thích là mình sẽ làm được. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ mua cho đốm một cây guitar. Yeah, thích quá. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không đâu mẹ. Mẹ đi văng, mẹ đi văng, ta siêng năng tập đàn, yeah. Trời ơi, cái này là con đang quánh đàn, chứ con đâu có đánh đàn đâu. Phải học từ cơ bản chứ con. Cơ bản là sao vậy mẹ? Có nghĩa là bắt đầu từ từng nốt nhạc. Đồ, rê, mi, pha, son. Hả? Chỉ từng nốt hả? Không phải cá bài hả mẹ? Không phải, bây giờ con hãy chịu khó bắt đầu với từng nốt nhạc nha. Dạ, để con thử. Đồ mi mi, đồ rê, pha pha rê. Trời ơi, mệt quá. Sao mà chán vậy nè? Thôi, mình ra ngoài rủ các bạn đi chơi thôi. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không được, mình phải cố gắng, không được phụ lòng ba mẹ. Mi mi mi, mi mi mi, mi son đồ rê mi. Ao, đau tay quá. Ba mẹ ơi, nhìn nè, tay đốm sưng hết rồi. Đau quá, đốm muốn học đàn nữa đâu. Ủa, ba mẹ cứ tưởng là đốm đã biết học đàn guitar sẽ rất đau tay rồi đó chứ. Nhưng đau tay lắm ba mẹ, đốm không làm được. Nhưng rồi đốm sẽ quen thôi. Toàn là đồ rê mi, còn lâu lắm đốm mới đánh đàn được. Thôi được rồi, tạm thời ba sẽ mang cây đàn này đi cất. Sau này khi nào đốm muốn học thì ba sẽ lấy ra nha. Từ nay đốm sẽ suy nghĩ kỹ hơn và không vội vàng đòi mua nhiều thứ nữa ba. Không ổn rồi, chúng đông quá. Đá. Đây là áo chàng tàng hình, mặc nó dạo, vậy đi cứu mẹ mình đi. Nhưng còn bạn ở đây thì làm sao? Đi nhanh đi, bọn này là chuyện nhỏ với mình mà. Bây giờ tới tụi bay. Ngon nhà vô. Cây. Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Nhanh hơn ta tưởng. Chính người đã bắt mẹ ta.
Có vẻ người đã luyện tập rất kỹ đó. Tay phải là lửa, tay trái là cây, chân phải là đất, chân trái kim loại, nước phun ở miệng. Trận này ta thắng. Ta sẽ lấy năng lực của ngươi. Sáng này ấm quá. Mẹ thiên nhiên. Đúng rồi đó đớm, con đã rất kiên cường. Đã vậy, ta bắt luôn mẹ thiên nhiên. Ngông cuồng, robot các người nghĩ có thể tàn phá được thiên nhiên sao? Con người đã tạo ra máy móc phá bại thiên nhiên. Phá hoại cả con người. Lá chắn ozon. Đúng rồi đúng. Đầu hàng đi, ngươi thua rồi. Ngươi thua không phải ta, không phải robot, mà là loài ngươi. Ngươi nói vậy là sao? Hãy nhìn xung quanh ngươi đi, thiên nhiên đã bị chính các ngươi phá hủy. Chính con người đã phá hủy thiên nhiên, đã tạo ra robot chúng ta phá hoại thiên nhiên. Đúng vậy, con người vì lòng tham của mình mà đã phá hoại thiên nhiên. Vậy thì mẹ thiên nhiên phải đi trừng phạt con người chứ không phải ta. Ta không trừng phạt ai hết. Cả con người và robot đều là con của ta. Cả hai đều xứng đáng có một cơ hội nữa. Trái đất này là của muôn loài, thiên nhiên nuôi dưỡng vạn vật. Vì vậy, tất cả cần chung tay để bảo vệ trái đất. Chắc cái này của ba rồi. Đốm ơi, xuống ăn sáng rồi con đi làm nè con. Hôm nay con được nghỉ học mà mẹ. 23 tuổi rồi mà còn đi học cái gì nữa hả? Làm cái gì mà ngây ngô vậy? Con tưởng con còn nhỏ lắm sao?
mới ngủ một đêm sao 23 tuổi được? Không thể nào, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhanh lên, hai ba con cùng đi, trễ giờ rồi kìa. Ôi không, là do cái ghế di chuyển thời gian của ba đưa mình tới tương lai. Con vào trước đi, ba đi đậu xe. Đốm, chuyên gia nghiên cứu bảo tồn khủng long. Hả? Dạy con dễ thương quá à. Hả? Tôi chết rồi, chú khủng long đâu mất tiêu rồi. Chuyện gì mà tự nhiên la ông sòm vậy? Quả trứng khủng long bà chú mất tiêu rồi. Thank you.
la. Khoai lang này một lát nữa nướng lên, làm khoai lang nướng là hết ý. Ở đâu mà tự nhiên ăn vậy? Của tôi chứ bộ, ai cho mà ăn? Đói bụng quá à, cho miếng đi. Nguyên cả rổ bạn cũng đâu ăn hết đâu. Không, khoai này ở trên giường nhà tôi là của tôi không cho ai hết á. Chửi đừng hòng đụng vào khoai của ta. Mỗi rổ có 4 củ khoai, 2 rổ là 8 củ. Nhiều quá. Bây giờ mình nhóm lửa nướng khoai thôi. Đây là khoai lang của tên ích kỷ phải không? Chắc với bắp luôn á. Hả hả, bé ăn bắp chứ không phải ăn khoai lang hả? Bắp gì mà bắp, khoai kìa, ăn đi. La 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 la. Chết rồi, chúng nhanh, chúng nhanh. Hồi nãy có 8 củ khoai, bây giờ còn có 7 củ. Bạn xí hết một củ rồi đúng không? Ủa, sao bạn biết 8 củ? Thì mỗi rổ có 4 củ, 2 rổ là 8. Ai nói? Đếm với bàn tay ra, mình đếm cho coi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đúng không? Cái ngón này là 4 nè, nhớ nha. Đúng đúng. 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, thấy chưa? 4 cộng 4 có bằng 7 thôi à. Đúng số khoai rồi còn gì. Ủa, sao kỳ vậy? À, thì ra mấy bạn lừa mình. Dễ bị dụ quá à. Được, hẹn mấy bạn ngày mai mình sẽ trả thù. Alo, đó mà, có tay to ở đây chơi luôn nè. Hả? Ok, đếm gọi hả? Đếm nói gì vậy? Đếm vừa tuyên chiến với anh em nhà chuột chuỗi đó. Ngày mai, ba đứa mình cùng quậy nhà chuột chuỗi một trận luôn. Nghiêm, tai to, hãy cho tôi biết loài chuột chuỗi có những đặc điểm gì? Chuột chuỗi là loài chuyên đào hang sống dưới đất, khứu giác, xúc giác rất nhạy bén để phát hiện thức ăn và nhận biết đồng loại đó. Nhưng thị lực rất yếu, phải sống trong tối nên bị thoái hóa. Tốt lắm, chúng ta sẽ dựa vào điểm yếu này để lên kế hoạch tác chiến trong vườn, gom chúng lại và đánh bại một lần. Kế hoạch tác chiến trong vườn là sao? Vì chuột chuỗi có thị lực yếu nên tụi mình sẽ đặt bẫy lưới ở dưới đất, dụ chúng vào, chờ tín hiệu của bùm bự, mình và tay to ở trên cây kéo lưới. Vậy là chúng ta bắt hết cả đám luôn. Đường này đúng không? Chính xác, chính là nhà này nè. Tấn công anh em. Ê, phải lên nước kìa. Ê, ăn còn một mình luôn hả? Đâu có đâu, còn quá trời khoai kìa. Bụng bự này làm con tin.
Muốn cứu tên này thì mau mang khoai lang tới hang chuột chuỗi để cống nạp. Ôi không, nhanh lên, chúng ta phải cứu bụng bự. Bình tĩnh, bỏ mình ra, mình phải đi cứu bụng bự. Bình tĩnh, bụng bự mập như vậy chắc chắn bọn chúng không đi xa được đâu. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Phải lên kế hoạch đánh cắp tù binh. Tụi nhỏ hôm nay lại phá cái gì nữa vậy ta? Nướng khoai thơm như vậy nè, chắc chắn được chỗ thuê mò ra thôi. Mùi khoai lang nướng ở đâu mà thơm quá vậy cả? Ê ê ê, đang tìm cái này phải không? Đuổi theo. Ráng cứu bụng bự như ta thôi. Mình đã dụ bọn nó đi hết rồi. Rút ráng chạy xa nha, mình sẽ cứu bụng bự ra. Cũng bị bắt thôi. Rồi tụi mình sẽ bị nướng như khoai lang luôn. Sắp tiêu tới nơi rồi mà còn nghĩ tới chuyện ăn uống nữa hả bụng bự? Chuột chuỗi đại ca tới. Wow, to quá, to gấp đôi bình thường luôn. Không biết tụi mình bị sủng sao đây. Đây có phải là mấy đứa nhỏ nhà anh không? Ừ, đúng tụi nó rồi. Thiệt làm phiền anh quá. Ba ơi ba. Không có sao, mấy đứa em nhà tôi cũng phá tưng bừng à. Tụi con sợ quá à. Có gì đâu mà sợ, chuột chuỗi là loài hiền lành. Ba và chú to bự ở đây là bạn từ hồi nhỏ rồi, nên không còn lạ gì nữa. Tại con ích kỷ, không chia khoai lang cho mấy bạn chuột chuỗi. Chuột chuỗi là loài sống dưới đất, nhờ việc đào bới đất thường xuyên, cho nên đất mới tươi tốt, mới trồng được nhiều khoai lang. Vậy, trồng được khoai lang cũng có công mấy bạn chuột chuỗi hả? Đúng vậy đó con. Vậy từ nay, mỗi lần có khoai lang nướng, đớm mời cả nhà chuột chuỗi qua ăn chung nha. Ê, mình đố mấy bạn, tại sao loài khủng long lại bị tuyệt chủng? Ăn nhiều quá, bụng bự lên nổ bùm chết. Có mà bạn ăn nhiều nổ bụng chết á? Tại mình thấy trong hình á, con khủng long nào cũng bự chứ bộ. Tầm bậy nè, sách nói là vào 65 triệu năm trước, một thiên thạch đâm vào trái đất, giải phóng ra một lượng cát bụi và khí độc vào không khí, che phủ cái bầu trời. Đúng rồi, thiên thạch đâm vào trái đất khiến khủng long bị tuyệt chủng đó. Thông báo khẩn cấp, hiện nay có một thiên thạch đang hướng về trái đất. Đề nghị mọi người sơ tán, đề nghị mọi người sơ tán. Trời ơi, xảy ra thiệt rồi kìa. Hả? Không ngờ miệng mình linh như vậy. Không chịu đâu, còn biết bao nhiêu món ăn chưa ăn mà. Tuyệt chủng rồi ăn được cái gì nữa đâu. Bà nói nghe tin gì chưa? Tình hình khẩn cấp lắm rồi. Mọi người trốn vào hầm trú ẩn đi. Ôi trời ơi. Thôi mình chạy về với mẹ đây. Mình cũng về nhà thông báo cho nhà mình đây. Giờ sao đây mẹ? Không sao đâu con, ba con sẽ có cách. Tình hình thế nào rồi? Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị quả lực để phá hủy thiên thạch rồi. Tốt lắm, nhớ cẩn thận. Sự tồn vong của loài người nằm trong tay của các anh.
trên tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thôi xong, chúng ta thất bại rồi. Chuẩn bị nạp năng lượng, bắn lần thứ hai. Bộ phận năng lượng quá tải thưa sếp. Làm nguội bộ phận năng lượng và chuẩn bị bắn tiếp. Thông báo khẩn cấp, lần bắn đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng bự hả? Tay to hả? Mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi. Nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao đó? Cái hình là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn hủy phi thuyền và thiên thạch nha. Lệ sinh chết chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch, sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch. Khi bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới cuộc trái đất? Tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng. Và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực rất nhiều, là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Lạnh như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu. Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh nên nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa. Nên mình sẽ dùng natri acetate. Sao có mùi giống như mùi giấm đó? Đúng rồi, natri acetate là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à. Này rồi làm sao nữa? Bây giờ chúng ta sẽ đợi khi thiên thạch tiến vào khí quyển của trái đất trở thành sao băng. Khi đó ta sẽ phóng cục băng này với hỏa lực cực mạnh biến nó thành sao chổi. Sao băng và sao chổi, trái đất được cứu. Kế hoạch sao chổi thành công rồi. Nhưng tia laser mạnh vậy còn không phá hủy được, liệu sao chổi đủ mạnh không? Mình đâu có bắn trực diện như tia laser đâu. Mình sẽ bắn theo đường vòng cung để sao chổi đạt đủ gia tốc cần thiết và va chạm vào đồ bên hông để tạo sát thương lớn hơn. Hiểu rồi, nhưng mà lấy cái gì bắn đây? Cục băng bự quá trời quá đất luôn. Bạn nghĩ mình đến đây mà không gọi cho chuyên gia về vũ trụ sao?
Đốm và các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu lấy trái đất rồi. Cảnh báo, cảnh báo. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp bốc lửa và trở thành sao băng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người chuẩn bị khai quả. Cánh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Thành công rồi, thành công rồi. Trái đất được cứu rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Yeah, trái đất đã được cứu rồi. Trái đất được cứu rồi. Kế hoạch sao chổi thành công. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Thịt lên đây, thịt lên đây. Hai miếng hamburger nè, tan giòn tan, tan giòn tan. Yeah, tới giờ ăn rồi. Đói ơi là đói luôn. Tà đa, món xà lách hôm nay trộn bông cải xanh. Ăn cho hết nha, mẹ thấy bụng con tròn lắm rồi đó. Nên ăn nhiều rau củ cho tốt sức khỏe. Còn mẹ đi siêu thị ăn bún mắm với mấy gì đây? Xong rồi, ứ thèm ăn rau luôn. Ai mà thèm ăn hamburger với rau chứ. Nhân danh bụng bự, con của mẹ bụng bự, ta chịu hồi ngươi. Quái vật hamburger, mau hiện diện và cho ta ăn hamburger tùy thích. Thành công rồi. Không ngờ bắt chước theo tivi mà cũng làm được. Ơi kẻ đã triệu hồi ta, ngươi có mong ước gì? Hãy cho ta cái hamburger ngon nhất thế giới. Được, vậy tế phẩm của ta là gì? Nè, ta cho ngươi đặc sản xà lách trộn bông cải xanh. Giỡn mặt với ta sao? Triệu hồi ta lên đây chỉ để cho ta ăn rau à? Được lắm, phải lấy thịt ngươi ăn bù. Làm giỡn mặt với ta, ta phải ăn thịt ngươi. Chết rồi, kỳ này mẹ mà về á là mẹ mình luôn á. Đứng lại, đứng lại. Ta phải ăn thịt ngươi. Đứng lại, đứng lại. Leo leo, còn lâu mới đứng lại. Có ngon thì đuổi theo ta đi. Ê bụng bự, hôm nay bị con gì cắn hay sao? Mày tập thể dục sớm quá vậy? Giờ lên. Ôi ôi, ôi vô duyên vậy, vô duyên mày chạy như thằng điên vậy. Nụ gì vậy? Tại sao lại chạy? Hả? Ủa mà xí, tại sao con quái vật hamburger đó lại đuổi theo tụi mình? Ai biết đâu, chỉ thấy nó dí theo con bự thôi mà. Tại mình chịu hồi nó ra xong bắt nó ăn rau á. Ủa, vậy nó dí bụng bự chứ không phải dí tụi mình đâu.
Đúng rồi. Ông hamburger ơi, ông hamburger, ông ghét bụng bự á thì ông ăn bụng bự đi, tụi con không có liên quan. Ê, ê, ê. À, à, à. Ta phải ăn thịt ngươi. Chỉ chờ có như đó thôi. Lựu đạn tiêu san. Bây giờ thì mình có lý do để bị dí chung rồi. Yeah. Mình không ngờ là mấy bạn chia lại vậy luôn á. Chúng ta không có cách nào để đánh lại nó đâu. Nó bá đạo quá, miệng bự mà răng cũng bự nữa. Hay là mình nghĩ cách ăn thịt con quái vật đó luôn đi. Dù sao nó cũng là hamburger mà. Mà mình á thì cũng thích hamburger. Hamburger không rau luôn á. À, có cách rồi. Bạn phải kêu thêm một con quái vật nữa để đánh nhau với nó. Chỉ có cách này thôi ạ. Đúng rồi, thiên địch của thức ăn là rau xanh. Đi nhanh, không còn thời gian nữa đâu. Muốn ăn bụng bự đâu có dễ như vậy. Hai ta tự thủ với người. Sống lên tới to. Lên. Lên. Yeah. Oh, đẹp lắm. Xanh lên chút nào. Râu không thôi là đã đáng sợ rồi. Quái vật râu xanh nghe thôi là đã kinh dị luôn á. Thôi kệ, chơi tới luôn. Miệng có thứ đánh nhau với con ngoài kia là được rồi. Nhân danh bụng bự, bạn thân của đốm và tay to, ta chịu hồi ngươi. Thích con gì thì lên con đó đi, ta không quan tâm. Miễn không à, ý quên, miễn mạnh là được rồi. Hả? Con biết bụng bự đó xong chưa? Con xong rồi. Mang cái cửa luôn rồi. Kỳ này ba mẹ giờ là nát đít luôn. Lại quen lên. Ít nhất thì mình cũng không bị ăn thịt bởi một cái bánh hamburger nhảy tưng tưng trên đường. Chịu thua đi tên kia. Thứ nhiều dầu mỡ như ngươi không thắng ta đâu. Nhiều dầu mỡ nhưng mà ăn ngon. Ai rồi cũng phải béo phì mà thôi. Nói nhiều làm gì. Đồ trơ trẹt. Mì làm nhiều mì ngon lắm. Cái đồ tinh bột lúa mạch. Ủa, hình như cái đá tốt mà. Tớ không quan tâm. Ăn ngon là được rồi. Ăn rồi ăn nhanh hoài, hèn chi cái bụng tròn quay. Mày múc béo phì cho bà coi. Tụi bay ồn ào quá, ăn thịt tụi bay luôn. Nhất trí, xử lý tụi nhiều chuyện rồi cắn lộn tiếp. Rồi. Chị ơi, cô cây Mentos, cái đó là vũ khí sinh học của học sinh. Tất cả cúi xuống, bom cô cây Mentos hủy diệt đây. Chết rồi, mấy cái cánh cửa nhà hư rồi. Điều kinh dị nhất là khi ba mẹ về nhà. Mềm mình là nát đến luôn á.
tuyệt đẹp. Hả? Đúng là xứ sở thần tiên. Cuối cùng chúng ta cũng đến được xứ sở thần tiên rồi. Cảnh đẹp như vậy, ước gì mình có mấy chụp hình để chụp lại. À, có thiệt luôn hả? Hay quá, vậy để mình thử xem sao. Ước gì con có một đôi bông tai thiệt là đẹp. Có luôn kìa. Vậy là nơi đây mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Đúng là ly kỳ mà. Vậy chúng ta tha hồ ước đi. Không được, không được. Tại sao vậy đó? Ba mình nói nơi xứ sở thần tiên này mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Tụi mình biết điều đó rồi. Nhưng nếu bạn ước một điều thì bạn sẽ bị một lời nguyền. Lời nguyền? Lời nguyền đó là gì? Mình cũng không biết nữa. Lời nguyền gì cũng được, nhưng mình đói lắm rồi. Hãy cho mình thật nhiều bánh su kem. Ôi ngon quá à. Mình nói mà hai bạn không nghe, có chuyện gì thì ráng chịu đó nha. Mình biết rồi. Ngon quá. Ôi no quá. Ai kêu bạn ăn quá trời luôn. Mình không đi nổi đâu. Hay mình ngủ tí, thức dậy sẽ đi tham quan. Lại ham ngủ. Bụng bự. Mình không đợi bụng bự được. Trời tối làm sao tham quan. Đốm ơi Đốm, bạn đâu rồi? Đốm ơi. Đốm ơi Đốm, bạn đâu rồi? Cô mẹ đang yêu. Bà đói quá. Ôi bà lão, bà lão đáng thương quá. Ta đói quá, con có cái gì cho ta ăn không? Ôi, con vừa ăn hết cái bánh rồi. Là mấy ngày nay ta không có gì ăn nên ta đói quá. Đây là xứ sở thần tiên, chỉ cần bà ước là sẽ có thức ăn ngay mà. Nhưng mà ta đã sử dụng quá nhiều nên bây giờ không ước được nữa. Vậy nếu không có bánh, vậy con có thể ước giúp ta một ít thức ăn để ta ăn mà có sức đi ra khỏi khu rừng được không? Dạ không được đâu. Sao vậy cô bé? Nếu cô ước bánh cho bà, cô sẽ bị một lời nguyền. Không được, thôi con đi đây. Đốm ơi, bạn đâu rồi? Đốm ơi Đốm. Lời nguyền sẽ bắt đầu từ cô bé này. Bà làm gì vậy tay to? Uống nai cũng không, ngon lắm đó. Dừng lại, tay to đừng có uống cái đó. Mấy cái nai cũng đó uống dở ò mà. Cái gì? Nai cũng là số 1 mà bạn dám nói dở hả? Chứ sao nữa, hù hút mới là số 1. Ôi ôi, mấy cái hù hút toàn quá chất độc hại không à. Chứ cái nai cũng có gì trong đó mà không độc hại. Xời, có ghi trên lon nè. Nhỏ quá không đọc được. Nhưng mà nói chung thành phần nó gồm các chất có lợi không hả? Thôi đi, không đọc được á thì làm sao biết có lợi chứ. Vậy còn cái hu hút của bạn thì sao? Bạn có đọc được gì trên nó không? Hay là cũng nói đại thôi? Carbon Iraq gì đó. Đọc được nhưng mà không có hiểu. Nhưng mà mình nhớ may mắn là cái chất này có tốt cho sức khỏe lắm á. Xời, vậy cũng nói nai cũng vừa bổ vừa ngon, mình cũng có thể uống cả ngày luôn. Yeah. Vậy sao mình không mở một cuộc thi uống nước ngọt đi? Thi uống nước ngọt. Yeah. Yeah. Dạ, cuộc thi uống nước ngọt xin chính thức được phép bắt đầu. Hai
ơi, cháu mệt quá. Xỉu. Trời ơi, đau bụng quá, đau bụng. Uống nước ngọt cho lắm rồi bây giờ đau bụng ha. Lại còn uống ba cái nước tầm bậy ngoài đường nữa. Sau này cái nào mẹ cho mới uống nha chưa? Dạ, nhưng bây giờ mẹ cứu con đi mà. Đau quá. Đau quá. Cấp cứu đi, cấp cứu đi. Phải vượt qua, phải vượt qua. Mình qua rồi, mình thật là giỏi quá. Bụng bự bây giờ đã trở thành ông hoàng độ cao rồi. Việc gì mà vui vậy con? Mẹ, con đã nhảy qua được khỏi cái cây hoa đó rồi. Ôi, con thật là giỏi mà. Mẹ hạnh vì vì con quá. Con lắm lem hết rồi kìa, vào tắm đi con. Mệt quá, mà sao ngày nào cũng phải tắm hết vậy? Nghỉ tắm một bữa có sao đâu chứ. Bụng bự, sao con không đi tắm mà đi ngủ rồi hả? Thiệt đúng là lười như heo mà. Ngày hôm nay là ngày hội muôn thú. Tất cả các bạn hãy bỏ qua những thù ghét, điều xấu xa để chúng ta cùng nhau vui vẻ, chịu không? Chịu. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nhảy múa nha. Vui quá các bạn. Thiệt đã, thiệt là vui. Tất cả yên lặng. Tất cả các bạn hãy yên lặng để thưởng thức vũ điệu bụng bự của mình. Bảo đảm các bạn sẽ ghiền luôn cho mà coi. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Sao? Mọi người thấy hay không? Đâu hết trơn rồi. Tụi mình ở đây nè. Sao mọi người lại xỉu hết vậy hả? À, mình múa hay đến mức đó sao? Không phải bạn múa hay, mà người bạn hôi quá à. Mọi người hít vô rồi xỉu đó. Mình hôi hả? Hình như bụng bự không tắm hay sao á. Vô hộ nhà chuột này luôn nha. Dơ vậy, nổi ghẻ cho coi. Bụng bự làm gì gãi dữ vậy? Không biết sao mình bị ngứa quá. Chết rồi, bụng bự ở vô, không tắm bị nổi ghẻ rồi. Ghê quá à. Gì? Ghẻ hả? Ghê quá à. Ghê quá. Vậy thôi mọi người ơi. Sao mọi người bỏ mình hết vậy? Tụi mình không bỏ bạn đâu, nhưng bạn phải tắm rửa sạch sẽ, không được ở dơ nữa. Mình sợ lắm rồi, mình sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ đây. Hôm nay Đố muốn ăn gì nè, mẹ nấu. Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng đi mẹ. Con muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhiều sẽ đau bụng đó. Không, con muốn ăn hải sản thôi à. Không có hả, con nhịn đói luôn á. Thôi được rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn. Chiều con lần này, nhưng con nhớ là phải ăn ít thôi nha. Vậy có món sushi. Được đó, sushi được đó con. Cho ba phần sushi. Wow, tự động đem nó luôn kìa. Mời ba mẹ ăn sushi. Vô gì vậy? Mệt rồi nha. Dính rồi.
từ từ thôi con. Ngon quá ba, ba gọi tiếp đi. Tôm hùm nha ba. Cho tôi 3 phần tôm hùm. Tên nào đòi ăn ta, có ngon thì nhào vô. Hả? Ba mẹ để con. Còn ăn quá nhiều hải sản sẽ không tiêu đâu đó. Thôi, chúng ta về thôi. Ôi da, đau bụng quá. Đau quá. Con sao vậy Đốm? Con làm sao vậy hả Đốm? Mẹ ơi, cứu con. Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Tối mà ăn hải sản còn ăn no cành hông nữa. Sao mà không đau bụng cho được chứ? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứu con đây, con đau bụng à. Ui da, đau bụng quá. Thôi em cứu con đi. Còn anh nữa, không quên con mà còn bên con. Con thấy chưa, vì con mà ba bị mẹ la kia kìa. Mai mốt mẹ nói thì con phải biết nghe lời, nghe chưa? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi cứu con. Nóng quá, nóng quá, nóng, nóng chỉ cả mỡ luôn. Làm như vậy tốn sức mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bị mì nhũn rồi hả Bụng Bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình, bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình, bạn đừng có mơ. Má quá, má quá. Chui ra, chui lên đi. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó Đốm, tủ lạnh hư rồi, giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì con. Cái quạt lạnh này lâu rồi, chưa xài nên. Cái này là của mình. Thôi chết rồi, bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi, còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn cho coi. Tại Đốm với bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá đó ơi. Mình cũng vậy, đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la. Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ghê, con chắc bị chảy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chết nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ con biết lỗi rồi. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình sắp tới khuya luôn. Lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi,
Người đâu mà đông như kiến vậy? Nhanh lên đi. Không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. Tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh, mua giùm em 3 bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được một bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Lâu quá. Chờ muốn mọc râu luôn à. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Kẹo bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu. Mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. Mất chỗ luôn rồi. Hết hàng rồi nha mọi người, gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Sắp được ăn mì rồi. Mà ba mình nói nấu nước sôi coi chừng phỏng đó. Thì tụi mình cẩn thận là được rồi. Ủa, sao nước tô của mình ít hơn nước tô của bạn vậy? Trời ơi, vậy mà ít hơn hả? Cầu lao quá. Đưa đây, để mình tự đổ. Đưa cho mình. Ơi, coi chừng. Đau quá. Tay to. Chết rồi, tay to bị phỏng rồi. Đau quá. Bị phỏng sôi rồi. Thôi mình có cách rồi. Mình nghe nói đắp bơ, kem đánh răng, dầu, nước tương, nước mắm á, áp lên vết thương thì sẽ hết phỏng đó. Bạn để mấy cái đó ở đâu vậy hả tay to? Để mình tìm đắp lên cho bạn. Để hả? Không được, không được đắp mấy cái tùm lum mới lên vết thương, dễ bị nhiễm trùng và bị nặng hơn nữa đó. Vậy chứ giờ phải làm sao? Việc đầu tiên khi bị bỏng là ngâm vết thương với lại nước sạch. Nước không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Nếu có muối ăn thì có thể thêm vào một tí để có tính sát trùng. Rồi sao nữa đốm? Không xuất gì lên thì làm sao vết bỏng của mình lành được? Ngâm trong nước từ 15 đến 20 phút để vết phỏng không bị phồng rộp hay lan ra chỗ khác. Nếu bị phỏng ở chỗ có quần áo thì mình cắt quần áo cho đó luôn. Mà tay to bị ở tay nên không cần. Mình lo quá à. Thôi mình kiếm nước đá đắp lên vết thương cho tay to đi. Đắp nước đá có thể dẫn nó phỏng kép. Nếu như bị phỏng nặng loại 2 hoặc loại 3, mình là con nít không biết phân biệt mấy loại phỏng này, cho nên tốt nhất là gọi người lớn. Hợp lý đó. Bạn ở đây ngâm tay cho tay to đi, để mình chạy đi tìm mẹ của tay to nha. Ừ, đi nhanh đi bụng bự. Cô ơi cô, nãy tụi con nấu mì á, cái tay to bị phỏng nước sôi rồi cô. Tụi con sau này tuyệt đối không được nấu nước sôi khi không có người lớn ở nhà nghe chưa? Dạ, tụi con xin lỗi, mà tay to đang ngâm trong nước nên chắc không sẽ sao đâu. Trường hợp khẩn cấp, vô tình bị phỏng nước sôi, mấy đứa nhớ nằm lòng là phải sơ cứu như vậy. Rồi gọi ngay cho người lớn đó biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi.
mấy cái cây cà kheo này bạn lấy ở đâu vậy Đốm? Mình lấy ở phòng thí nghiệm của ba mình đó. Ba mình đã đặc biệt chế tạo những cây cà kheo này siêu thăng bằng nên đi thoải mái lắm, không sợ té đâu. Đúng là đi dễ thiệt, đi thử một cái là đi được liền à. Tại bạn chân dài nên đi dễ, mình đi khó thấy mồ. Vậy thì bạn nên dùng chức năng mới của cà kheo. Bạn hô kéo ra, nó thử đi. Kéo ra hả? Thích quá. Ê, mình cũng muốn làm thử. Kéo ra. Hay thiệt đó. Đợi mình với. Nhờ cây cà kheo này mà mình hái táo dễ quá. Nói chỉ một lát, mình phải về sớm trả cây này cho ba đó. Tại ba mình đi làm rồi, nãy mình lấy đại đó. Mà cây này còn dài ra được nữa không Đốm? Hay chỉ nhiêu đây thôi? Được chứ, dài bất tận luôn. Kéo ra, kéo ra, kéo ra, kéo ra. Wow, trên này đã quá. Thích quá à. Không nhận, ba mình lợi hại thiệt. Gió mạnh quá, cây cà kheo bắt đầu lắc rồi kìa. Đốm mày đốm, mày đen kéo tới rồi kìa. Ở trên đây nữa là sét đánh đen đít luôn á. Thôi tụi mình xuống đi. Nhắn lại. Sống được vậy ta? Téo lại, cục lại, ngắn lại. Cũng vậy à Đốm ơi, chưa ngắn lại nữa. Bạn có cách nào cho cây ngắn lại không? Hồi nãy mình chỉ đọc đến cách dài ra, rồi qua cuốn sách hướng dẫn sử dụng đi rồi. Vậy là chơi dại rồi, cây này sẽ bị sét đánh đen đít luôn cho coi. Tạm biệt các bạn, mình đi làm heo hun khói đây. Cô Lợi. Xíu nữa là con thành heo hun khói rồi. Đốm, lần sau không được sử dụng đồ của người lớn mà không xin phép. Dạ, con biết lỗi rồi. Và phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nữa. Hai cha con ngưng tay ăn trái cây nào. Con thích ăn trái cây, con không ăn đâu. Con nói vậy các bạn trái cây sẽ buồn đó. Con ăn thử miếng này đi, ngon lắm. Trời ơi, nó vừa chát vừa chua vừa ẹt à. Con không ăn đâu mẹ. Vậy còn miếng dưa hấu này thì sao? Con không thích ăn dưa hấu, nó cứ lạt lạt lỏng bỏng nước. Để vậy con phải lừa đi nhả hạt nữa. Mỗi loại trái cây đều có mùi vị riêng mà con. Ăn trái cây sẽ rất tốt cho sức khỏe đó con à. Con thấy ăn thịt mới có nhiều chất dinh dưỡng. Vậy là không ăn trái cây luôn à? Con thích ăn thịt thôi, con không ăn trái cây đâu. Trái cây ngon mà. Nào anh em, xông lên chiếm thành. Nào anh em, bắt hết các tù binh màu trắng cho ta. Thủ phủ này là của chúng ta. Tiến lên. Yêu ơi, kẻ thù mạnh quá, chúng ta phải làm sao đây? Thủ lĩnh của chúng ta đâu rồi? Thủ lĩnh của chúng ta đâu rồi? Hình như thủ lĩnh đi tìm thêm quân viện trợ chưa có về. Sao chúng ta giữ được thành bây giờ? Chúng nó mạnh quá. Chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành. Hay là bây giờ chúng ta buông vũ khí đầu hàng đi. Quân viện trợ tại sao vẫn chưa về? Chúng ta thua rồi, chạy thôi. Không, chúng ta không bỏ cuộc, chiến đến cùng nào. Thì ra chỉ là giấc mơ thôi.
Thì ra không ăn trái cây sẽ làm cho bụng khó tiêu, sình hơi và đau bụng như vậy nè. Chưa kể mấy vi khuẩn độc hại màu đỏ vì vậy mà tấn công chúng ta nữa. Ghê thiệt chứ. Tại mình không chịu ăn trái cây, giờ phải đi tìm trái cây ăn đây. Các bạn lính màu trắng, chờ viện trợ tới nha. Wow! Biệt đội siêu nhân biến hình, hãy tiêu diệt con quái vật đó cho ta. Sao mẹ lại không coi nữa, suốt ngày cứ dán mắt vào xem mấy cái phim đánh đấm không có lợi ích gì hết. Nhưng con đang coi mà, sao mẹ tắt ngang của con? Vậy mẹ hỏi con đã làm xong bài tập toán chưa? Con đã đọc các bài tiếng Việt chưa? Con dọn phòng chưa? Con tập đàn chưa? Khi nào con xong hết các việc trên thì mới được coi tivi. Dạ, con sẽ làm hết theo ý mẹ. Chán quá, chẳng có gì thú vị để chơi hết. Chắc chắn ở phòng thí nghiệm của ba sẽ có rất nhiều thứ hay ho cho mình khám phá đây. Yeah. Wow, đã thiệt. Ủa, sao có nhiều nút bấm quá vậy ta? Có nút X này to nhất nè, chọn nó vậy. Tuyệt quá, máy biến nhiều hình là có thiệt nè. Giờ thì khỏi lo rồi. Nè đốm 1, bạn làm bài tập toán. Đốm 2, dọn phòng nha. Đốm 3, tập đàn. Các bạn đi đi. Yeah. Còn mình thì đi tìm tay tay và bụng bự chơi thôi. Nè, đi. Đốm ơi, muộn rồi, tụi mình về đây. Sao sớm vậy? Mình còn chơi chưa đã đó mà. Thôi đủ rồi, mình còn phải về làm bài tập nữa. Mai cô giáo kiểm tra bài á. Còn mẹ đã giao việc cho mình dọn phòng từ trưa rồi mà mình chưa có làm. Sao các bạn khổ quá. Còn mình thì chẳng còn phải làm gì, có người làm hết rồi. Là sao đó? Ai làm cho bạn? Đó là một bí mật. Các bạn bận thì cứ về đi, mình tự chơi được, mình không có muốn về nhà. Vậy đốm chơi đi, tụi mình về đây. Mẹ, mẹ, mở cửa cho con. Ủa, cháu là ai vậy? Cháu có đi nhầm nhà không? Mẹ, con là đốm mà. Con của bác đang ở trên phòng và đang học bài. Nhà cháu ở đâu? Có cần bác đưa về không? Con là đốm nè, đây là nhà con. Mẹ cho con vào nhà đi. Nếu cháu cần giúp đỡ thì ta hỗ trợ, còn nếu cháu cứ nói như vậy thì ta vào nhà đây. Con mới là đốm nè, mẹ cho con vào nhà đi. Con đói bụng quá à mẹ ơi. Xả ít xà bông và nước thôi nha con. Dạ. Đẹp quá, hết trơn rồi. Thì ra thế giới này có nhiều bọt bong bóng như vậy, trẻ con lại lãng phí quá. Ba mẹ ơi, có chuyện gì vậy đốm? Xà bông của nhà mình bị cuốn mất hết rồi. Sao lại như vậy? Ôi, trả lại xà bông cho tôi. Chuyện gì thế kia? Tự dưng xà phòng nhà chúng tôi bị cuốn đi hết rồi anh đốm ơi. Nhà của mình cũng vậy. Nó đều bay về một hướng, chứng tỏ người muốn lấy nó ở hướng kia. Mọi người ở nhà, để tôi đi xem thế nào. Con đi nữa. Nó bị hút về đây. Vậy kẻ cắp ở trong này nè ba. Chỉ được cái hấp tấp. Đốm xem nè. Vậy giờ mình làm gì hả ba? Rất có thể bong bóng này làm từ xà bông bị ăn cắp. Nhưng chúng ta biết đi đâu để tìm?
Nơi này mênh mông quá. Bong bóng từ hướng kia bay tới thì có thể nó được tạo ra từ hướng đó. Vậy chúng ta đi về đó đi. Ôi, bong bóng đẹp thật. Ta có một hành tinh bong bóng luôn. Thì ra ngươi đánh cắp xà bông của chúng ta. Các người là ai? Chúng ta đến từ nơi ngươi đánh cắp xà bông để làm bong bóng kia. Bong bóng rất đẹp. Ta không nghĩ ngươi là kẻ ăn cắp như thế. Ta không có ăn cắp. Ngươi không ăn cắp? Chứ cái đó là cái gì? Ta thấy những đứa trẻ ở thế giới các người xài xà bông rất quan phí. Mỗi lần tắm thì đổ cả chai xà bông luôn. Nên ta mới lấy một ít thôi mà. Các ngươi không cho, ta sẽ trả lại. Thôi ta hiểu rồi, coi như chúng ta bỏ qua. Nhưng sau này đừng có đánh cắp đồ của người ta nữa. Về thôi. Ba, sao ba lại tha cho hắn? Lỗi cũng tại các con. Mỗi lần đi tắm là xả hết xà bông và nước. Chính vì vậy nên họ mới tưởng xà bông rất nhiều và không tốn tiền. Nhưng thực ra nó rất đắt và ba mẹ phải tốn rất nhiều tiền để mua nó. Chẳng những con mà con nên nói với các bạn của mình không được xả hoang phí xà bông nữa, nghe chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Thịt chín rồi, chúng ta chuẩn bị chiến thôi. Thơm quá, tuyệt cú mèo luôn. Cái này bữa nay thế nào bụng bự cũng chén sạch cho mà coi. Các bạn ăn đi, bụng bự không ăn được đâu. Con sao vậy bụng bự? Cái răng của con nó... Con ăn kẹo bị sâu ăn, nên dứt rồi chứ gì. Dạ không có phải, cái răng của con nó bị lung lay rồi, sắp gãy rồi. Thì ra là vậy, chỉ là thay răng thôi, lung lay thì nhổ, sẽ một cái khác thôi mà con. Vậy hả mẹ? Vậy chúng ta đi gặp bác sĩ thôi. Giờ bác tìm thuốc tê, rồi nhổ cái răng lung lay cho con. Nếu bạn sợ bác sĩ thì tụi mình sẽ giúp bạn nhổ răng. Được không? Răng mình lung lay, mình tự nhổ không thôi. Cách nào? Mình sợ lắm. Mình có cách. Xong, bây giờ chỉ còn xe chạy là sẽ nhổ được chiếc răng lung lay thôi. Mình sợ quá à. Bạn đừng sợ, có mình đây. Ba ơi, con bó tay với bụng bự rồi. Ba có cách nào giúp bạn ấy không? Con trai gì mà còn nhát hơn con gái nữa. Giờ con mở miệng ra coi, để bác coi coi nó như thế nào ha. Trời ơi, đơn giản thôi mà, không cần phải nhổ đâu con. Thật hả bác? Mà con mở miệng ra, nhắm mắt lại nha. Bác kiểm tra lại coi khi nào mới nhổ đi ta. Dạ được. Ui, cái gì vậy? Là cái răng của con mà. Bác nhổ rồi hả? Thấy chưa, nhổ mà bạn còn không biết nữa. Nhổ răng đơn giản lắm, đâu có đau đâu. À ha, vậy mà mình cứ sợ. Đúng vậy đó các con. Răng sữa của các con khi lung lay chín mùi thì cần phải nhổ đi cho răng mới nó mọc lên. Nhổ rất là đơn giản, cho nên các con đừng có sợ mà giấu. Mai mốt răng thay thế không có chỗ mọc, nó sẽ mọc lệch. Trời, thấy xấu lắm đó. Vậy mai mốt mình không sợ nhổ răng sữa nữa ha. Vậy là hết lo, không ăn được nữa phải không? Tất nhiên rồi, mình phải ăn bù mấy ngày hôm nay mới được. Nè, mình mới tìm được trong kho của ba mình đó. Đẹp ghê ha. Nhưng mà bạn có biết chừa ông đó? Không biết, nhưng mà chuột thử thì biết à. Hoàn tất, bây giờ hãy coi bụng bự ta đây. Yeah. Hay quá. Chuyện nhỏ thôi. Bạn tập tới đâu rồi hả Đơm? Vẫn đang cố gắng. Mình sẽ tập được cho các bạn coi. Thôi,
khó quá thì bỏ đi. Qua đây, mình cho mượn dán trượt nè, dễ trượt hơn, mà không sợ bị té nữa. Mình phải tập tới khi nào được mới thôi. Chắc tại mấy cái đồ bảo hộ này nè, vướng víu quá, nó là mất thăng bằng đó. Đó, bây giờ nhẹ nhàng hơn rồi nè. Đó, đó, thấy chưa? Mình chưa được rồi nè. Nhưng mà nếu không có đồ bảo hộ thì nguy hiểm lắm đó. Trời ơi, cứ kéo rồi, mình chạy được mà. Ê Đơn, đua không? Đua thì đua, sợ gì? Nhưng mà bạn chấp mình đi một khúc đi, vì mình mới biết chạy à. Chơi luôn. Chuẩn bị, xuất phát. Đuổi kịp bạn rồi Đốm ơi. À, mình không muốn thua đâu. Mình chạy được rồi. Hên quá, may mà có bà. Thấy chưa, chơi thể thao mà không mang đồ bảo hiểm, chút xíu nữa là dập mặt rồi. Lại còn sử dụng đồ của người khác mà không hỏi ý kiến nữa, rồi chưa biết cách sử dụng nữa kìa. Sao? Dạ, chưa rồi. Nóng quá. Trời gì mà nóng quá. Nóng như vậy, cây cỏ héo hết, mốt lấy gì mà ăn đây. Mà làm như có ai giấu mưa đi hay sao á. Mấy tháng rồi không có thấy một giọt mưa luôn. Chính xác. À, hả? Chú nói chính xác là sao? Bộ có người giấu mưa đi được hả? Đúng rồi, ta nghe nói có một bà phù thủy đã giấu tất cả mưa vào trong cái hộp, nên dạo này không còn giọt mưa nào nữa rồi. Hư cấu, làm sao có chị giấu hết mưa vào trong cái hộp được? Mấy chú em không tin thì thôi, bây giờ ta đi tới hang ổ của một phù thủy đây. Muốn đi thì đi cùng. Giờ sao, có đi theo không? Thấy hư cấu quá. Thôi kệ, đi thử cho biết. Đi thử cho biết, nếu thấy gì nguy hiểm thì mình chạy về. Lựa chọn sáng suốt đó. Ngồi lên đây, ta chở đi cho nè. Vậy là đúng rồi. Đúng là bà phù thủy nhốt hết mây vào trong cái hộp, làm khô hạn rồi. Bây giờ mấy đứa bất ngờ ra giật cái hộp đi, ta sẽ hỗ trợ. Ừ. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Bố mở chụp lấy. Yes. Đã chụp được rồi, ngươi đừng có hòng. Mưa bây giờ là của ta. Từ bây giờ ai muốn có mưa thì phải trả tiền cho ta. Mau trả lại đây. Mưa là của mọi người chứ không có riêng ai hết. Không có mưa là đất đai khô cằn, cây cối chết hết. Chỉ có những người ích kỷ mới giấu cho riêng mình thôi. Hóa ra bao lâu nay mình đã ích kỷ như vậy sao? Cho đáng đời. Đẹp quá. Ta lấy hết mưa cũng chỉ muốn tạo cầu vồng, làm hoài mà không được. Cuối cùng nó lại xuất hiện ở đây. Vì những thứ đẹp nhất chỉ xuất hiện khi ta chia sẻ với mọi người. Đúng rồi. Mưa to ghê ha, lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như vậy.
Không biết một lát nữa hết mưa có cầu vồng không ha? Chắc là có thôi. Mưa to như vậy, trứng cầu vồng chắc chắn sẽ nở. Wow, không có gì thích thú bằng cảm giác mới mưa xong. Ê, có cầu vồng thiệt kìa. Đẹp quá ha. Ê, hình như có cái gì lạ lạ. Sao cầu vồng này chỉ có 6 màu thôi? Cầu vồng thường là có 7 màu mà đúng không? Hả? Màu tím nó mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra với màu tím rồi? Không biết nữa. Chắc là chúng ta phải đi tìm hiểu thôi. Khởi hành thôi. Nhưng làm sao tìm được màu còn lại bây giờ? Thì mình cứ đi theo cầu vồng thôi. Tới cuối chân cầu vồng chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Sắp tới rồi. Tới nơi rồi. Bây giờ mình đi lại mấy chiếc trứng cầu vồng xem có con gì ăn mất nó không. Không muốn xa mẹ đâu. Ngoan nào con trai, con đã lớn rồi, con phải ra đó với các anh chị của con chứ. Nhưng mà không có mẹ thì buồn lắm. Xin chào trứng tím, anh là Đốm. Anh tới đây để tìm hiểu tại sao cầu vồng trên kia chỉ có 6 màu thôi. Thì ra em còn ở đây. Cầu vồng có 6 màu thì làm sao hả anh? Anh nghĩ là mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Nhiệm vụ hiện tại bây giờ của anh là học thật giỏi, để sau này lớn lên thành một người có ích. Còn em, anh nghĩ nhiệm vụ của em là ở trên kia kìa, mang vẻ đẹp tới cho muôn loài. Nếu em cứ mãi trốn với mẹ thì cầu vồng sẽ không bao giờ đẹp nữa. Có đúng vậy không hả mẹ? Đúng rồi đó con trai. Mẹ con mình vẫn có thể gặp nhau ở trên trời mà. Tạm biệt các anh, hẹn gặp mẹ ở trên đó. Tạm biệt. Con với chả cái đã nói bao nhiêu lần rồi là phải tập viết chữ cho đàng hoàng vào. Hôm nay không có đi chơi đâu hết, con phải ở nhà tập viết lại bài kiểm tra 10 lần. Tổng 10 lần? Ít quá hả? Vậy con có muốn mẹ tăng lên 20 lần hay không? Dạ không. Lát mẹ sẽ lên kiểm tra đó. Chán quá đi, mình ghét môn tập viết. Đốm ơi, Đốm. Đi đá banh không? Đó, chờ mình với nha. Lẹ lên. Đốm, con đi đâu đó? Dạ, dạ, con chỉ đi ra ngoài một chút xíu thôi à. Con chép phạt xong chưa mà đi vậy? Dạ rồi. Mang xuống đây mẹ kiểm tra coi. Con đã viết xong đâu. Đốm. Đốm làm gì mà lo dữ người ta? Đốm, lẹ lên. Các bạn đi đi, mình không đi được đâu. Đốm, tập viết đi. Chắc mình nghe lộn á. Đốm, làm bài tập đi, mẹ lên kiểm tra bây giờ. Chán lắm, mình không làm đâu. Có mau làm không? Không làm. Thank you.
cho chị Hồng Mai chưa? Chịu. Tốt nhất mình nên tập trung làm bài tập cho rồi. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà chưa xong thì còn bị ăn đòn đau hơn nữa. Nhờ chăm chỉ tập viết mà chữ của đốm đẹp hơn xưa rồi nè. Dạ, con cảm ơn mẹ, con sẽ chăm tập viết. Mẹ đang ở trong bếp, phải cẩn thận mới được. Đốm, tại sao con về mà không thưa mẹ? Thưa mẹ, con mới đi học về. Đốm, đưa sổ liên lạc cho mẹ coi coi. Lát nữa được không mẹ? Không, mẹ muốn coi liền bây giờ. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Đốm, con giải thích cho mẹ nghe coi. Con cũng muốn tập trung học bài lắm, nhưng mà con cứ bị làm sao á. Chân con không chịu ngồi yên, cứ ngồi được một lúc là nó lại cử động và đòi đứng dậy. Lúc coi tivi, chân con nó cũng cứ đòi nhảy thôi. Chưa hết đâu, đầu con nó cũng bị làm sao á. Bị sao? Thưa cô, con muốn đi vệ sinh. Thưa cô, con muốn đi uống nước. Đúng là con bị làm sao rồi, con nhớ lại coi. Đốm ơi, vô nhà lấy cho mẹ cái khăn đi. Dạ. Con không biết tại sao con không nhớ được gì hết trơn á. Con có biết mình bị sao không? Chúng con bị sao hết, con chỉ kém tập trung thôi. Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ ngồi học với con. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Con làm xong bài tập rồi mẹ. Chân và đầu con có còn bị gì nữa không? Dạ, còn một chút, nhưng mà con đỡ rồi. Thế giới có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Chết nè! Chết nè! Mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá, mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè, chết nè. Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha, ta sẽ bảo vệ mày.
phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Xin chào. Vào đi. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Nào, ăn đi con, cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Con ngay, con ngay. Đốm, ăn đi, con vừa bệnh nên cần ăn nhiều đồ bổ, bồi dưỡng cho mau lại sức. Con không có đói. Không đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn, con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức. Chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm, ngày nào cũng ăn đồ bổ, không có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mẹ mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không? Không. Không. Mình cũng không biết có liên quan tới các bạn không, nhưng mà theo hệ thống định vị không gian á, thì cách đây 30 phút kẻ giấu mặt X đã vượt thời gian đến không gian của các bạn đó.
Mình nghĩ nó có liên quan đến trận hỗn chiến ở đây nè. Ủa, ba đâu rồi Đốm? Ba đi đâu rồi đó, không có ở đây. Mình đến đây thì thấy mọi thứ đổ nát như vậy nè. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng đi tìm ba đi. Đốm, con có thấy ba không? Còn đây là... Đây là tụi con đến từ tương lai. Tụi con cũng từ phòng nghiên cứu của ba về. Ai đó đã đập phá mọi thứ ở đó đó mẹ. Trời ơi, vậy ba có làm sao không? Tụi con cũng vừa nghe tên. Không biết tên nhớ mặt X đó có phải là người gây ra hay không nữa. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Cơ quan chức năng đang điều tra chuyện gì đang xảy ra. Các bạn, chúng ta phải đến ngay sở thú. Biết đâu sẽ tìm thấy được cái gì đó. Được đó. Cho tụi mình tham gia cùng với nha. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ luôn là một đội mà. Các con đi cẩn thận nha. Có tin tức gì của ba là gọi ngay cho mẹ nha. Dạ, tụi con biết rồi. Các chuồng thú vẫn còn bị khóa. Chúng làm thế nào để đưa thú ra mà không phá khóa ta? Lạ ghê. Mấy con thú to mà chở đi đâu thì cũng bị phát hiện chứ. Ê, có cái gì đằng kia kìa các bạn. Chào anh bạn nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng sợ nha. Tụi anh không làm hại em đâu. Ủa, các loài thú khác đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Chúng ta tới đó xem đi. Có thể manh mối nằm ở đó đó các bạn. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Các bạn, chúng ta phải đi theo nó. Bám chặt vào. Thời kỳ tiền kỷ Jura, cách thời hiện đại 160 triệu năm trước đó. Ôi vui quá, vậy là cùng thời với khủng long nhỏ phải không? Khủng long nhỏ ơi, khủng long nhỏ, tụi mình đây nè. Cùng thời gian nhưng vị trí có thể khác nhau, nên mình nghĩ không có khủng long nhỏ ở đây đâu. Chưa tìm sao biết được, chúng ta đi tìm thử xem. Các bạn có nghe âm thanh gì không? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao?
chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm điều đó? Giấc mơ bá chủ địa cầu của ta không còn xa nữa. Với sức mạnh của đội quân động vật khổng lồ này thì ta sẽ là vô địch. Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm điều đó? Cư dân địa cầu không bao giờ để cho My thực hiện được điều đó đâu. Yêu đuối như các người mà đòi chống lại ta. Biết khôn thì mau mau nhân tạo nhiều chất emo cho ta. Còn không thì... Kìa bác. Đừng để tên X nghe thấy. Đừng trách ta độc ác. Đừng ngoan cố nữa. Hợp tác đi. Không bao giờ ta tiếp tay cho ngươi hại người đâu. Không, ta đâu có hại. Ta chỉ thay thế bằng những cư dân mới tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và biết nghe lời ta. Không bao giờ máy móc lại có thể thay thế được con người. Uổng công vô ích. Chất emo mà ngươi đã tạo ra cho cư dân của ta, cư dân của ta sẽ bất tử. Sao lại như vậy? Nó bị kích động đó. Thành ít đã kích điện em ấy rồi. Chắc là em ấy đau lắm. Ui da, đau quá. Hình như đó là khủng long con của chúng ta kìa. À, thì ra tiếng này đó là do mình gây ra. Năng lượng vậy là đủ rồi. Mày sắp ở vô địch của ta. Ba, bác có nghe thấy con gọi không? Ba bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao?